Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bí mật đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un và bí mật nơi ẩn náu của ông chủ tịch một nước Bắc Hàn, một nước đặc biệt trên thế giới, đó là một nước độc tài và khép kín. Một đoàn tàu đặc biệt có thể là tàu của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Trong tuần này được nhìn thấy ở một số thị trấn nghỉ dưỡng theo các hình ảnh thu được từ vệ tinh và được một dự án của Washington chuyên theo dõi tình hình Bắc Hàn phân tích. Dự án 38 knot trong một báo cáo hôm thứ Bảy nói rằng đoàn tàu đổ tại ga lãnh tụ ở Wonsan vào ngày 21 tháng 4 và ngày 23 tháng 4 và nói đây là ga được dành riêng cho gia đình họ Kim. 38 knot nói rằng có thể đây là đoàn tàu của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, tin đó có đúng hay không? Hay ông Kim liệu có đang có mặt ở Wonsan hay không? Thì vẫn chưa có thể kiểm chứng độc lập. Sự hiện diện của đoàn tàu không chứng minh được là nhà lãnh đạo của Bắc Hàn đang ở đâu hay cho thấy bất kỳ chỉ dấu nào về sức khỏe của ông. Nhưng nó làm nặng ký thêm cho những tường thuật nói ông Kim hiện đang ở một khu vực cao cấp nằm trên bờ biển phía đông của đất nước, bản báo cáo của 38 knot nói. Các đồn đoán về sức khỏe của ông Kim Jong-un lần đầu tiên lộ lên khi ông vắng mặt khỏi lễ kỷ niệm sinh nhật của người cha lập quốc của Bắc Hàn, cũng là ông nội của Kim Jong-un là Kim Nhật Thành, hôm 15 tháng 4. Trung Quốc đã cử một đội ngũ đến Triều Tiên bao gồm các chuyên gia y tế để làm cố vấn về nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo ba nguồn thạo tin của Reuters. Phái đoàn do một thành viên cấp cao của Ban Liên lạc Quốc tế thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi hành đến Triều Tiên từ Bắc Kinh hôm 23 tháng 4. Hai nguồn tin, Ban Liên lạc Quốc tế là cơ quan chính của Trung Quốc phụ trách các vấn đề trong quan hệ với Bình Nhưỡng. Sự vắng mặt của Kim Jong-un rất đáng chú ý. Ông Kim được trông thấy lần cuối cách đó 4 ngày trong một hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chẳng mấy ai biết được sự thật. Còn bên ngoài thì lo tìm kiếm những thông tin được hé lộ. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra dựa theo một hay nhiều nguồn tin. Một số không đề cập đến vụ phẫu thuật, số khác cho biết các bác sĩ Pháp đã được mời sang để giải phẫu tim. Cả giả thiết Kim Jong-un bị nhiễm virus cúm Vũ Hán cũng được đưa ra. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để xác nhận tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un như một số báo chí loan tin. Trong quá khứ, Kim Jong-un đã từng biến mất trong suốt 40 ngày rồi sau đó tái xuất hiện với một cây gậy. Ông ta đã được phẫu thuật chân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận thấy sự gia tăng bất thường của Triều Tiên trong kiểm tra sự sẵn sàng của pháo binh và máy bay chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jung Ki-ung-du và đã cho biết rằng Triều Tiên có sự gia tăng bất thường trong việc kiểm tra sẵn sàng của pháo binh và thực hiện các hoạt động bay của không quân, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, John Hap đưa tin. Nhận xét của Bộ trưởng Jiong được đưa ra trong thông điệp chúc mừng lễ nhận nhiệm vụ mới của lực lượng quân y. Ông lưu ý rằng Triều Tiên tiếp tục tập trung vào phát triển vũ khí trong khi không phản hồi để nối lại các cuộc đàm phán. Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng quân sự thông qua các hoạt động bất thường trong việc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, chủ yếu là lực lượng pháo binh và không quân, Bộ trưởng Ji-ong nói. Cùng ngày hôm đó, các máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi của Triều Tiên cũng tiến hành tập trận và bắn nhiều tên lửa không đối đất xuống vùng biển phía đông. Một sĩ quan tham mưu trưởng liên quân trước đó cho biết đã có sự gia tăng của các hoạt động giám sát Triều Tiên trên vùng trời gần ranh giới với Trung Quốc trên biển Hoàng Hải. Trong đó một số khu vực không được tuyên bố rõ ràng bởi Bình Nhưỡng hay Bắc Kinh. Việc Triều Tiên gia tăng bất thường và các hoạt động quân sự diễn ra trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un
truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn không đề cập đến tình hình của nhà lãnh đạo Kim. Thay vào đó, truyền thông Triều Tiên tập trung ca ngợi kỷ niệm 88 năm thành lập quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên KRPA vào ngày 25 tháng 4. Báo Dudong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài xã luận nhấn mạnh kêu gọi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc củng cố sức mạnh quân sự và tăng cường sự ủng hộ hơn nữa của quân đội đối với sự lãnh đạo của ông. Việc tường thuật tin tức từ Bắc Hàn ra ngoài là vô cùng khó khăn do nước này kiểm soát cực kỳ chặt chẽ thông tin. Là thế hệ thứ ba lên nắm quyền sau khi cha của ông là Kim Chính Nhật, Kim Jong-il qua đời hồi cuối năm 2011. Ông Kim Jong-un chưa có người kế vị rõ ràng cho quốc gia và có vũ khí hạt nhân, và điều này có thể tạo ra những rủi ro quốc tế to lớn. Daily NK, một trang web đặt tại Seoul chuyên tường thuật về Bắc Hàn, dẫn một nguồn giấu tên từ Bắc Hàn hôm thứ Hai nói rằng ông Kim đã được điều trị y tế tại khu nghỉ dưỡng Kiangsan ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Daily NK tường thuật rằng ông Kim cần được điều trị khẩn cấp liên quan tới việc ông nghiện thuốc lá nặng và béo phù và làm việc mệt nhọc. Lần cuối ông Kim Jong-un xuất hiện công khai là khi ông chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên hôm 11 tháng 4 và thị sát cuộc diễn tập của chiến đấu cơ thuộc một đơn vị phòng không. Không rõ việc thị sát diễn ra khi nào, nhưng tin tức được tường thuật trên truyền thông nhà nước hôm 12 tháng 4. Hãng tin CNN dẫn một nguồn của một viên chức Hoa Kỳ ẩn danh nói với Washington đang theo dõi tin tình báo. Theo đó nói ông Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy hiểm về sức khỏe và sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tim. Không mấy thông tin về đời tư của ông Kim Jong-un được biết đến cho tới khi có một đoạn video trên truyền hình cho thấy có một phụ nữ không rõ là ai tham dự các sự kiện bên cạnh ông. Vào tháng 7 năm 2012, truyền hình nhà nước công bố tin ông Kim kết hôn với đồng chí Ri Sun-ju. Tin tình báo Nam Hàn nói hai người đã có ba người con. Trong tình hình ông Kim Jong-un có vẻ như gặp vấn đề về sức khỏe, sự chú ý của giới quan sát này dồn vào hai nhân vật Kim Jong-il và Kim Joo-jong. Kim Jong-il sinh năm 1954 là con của Kim Song-e, vợ thứ của ông Kim Nhật Thanh. Ông là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong-il, sinh năm 1941, bố của Kim Jong-un. Theo những quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Triều Tiên, Kim Jong-il có ngoại hình rất giống với Kim Nhật Thanh và Kim Jong-il từng cảm thấy cha dành nhiều quan tâm cho người em trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Kim Jong-il học tiếng Anh ở quốc gia Nam Âu Manta vào cuối những năm 1960, sau đó theo học tại Học viện Quân sự Triều Tiên và có bằng lái máy bay dân sự hạng nhẹ ở Đông Đức. Một cựu sĩ quan chức ở Đông Đức mô tả ông là người thông minh, có học thức, ông cũng được cho là từng học ở Moscow. Kim Jong-il nổi tiếng và cũng nổi tiếng với ngôn ngữ tiếng Nga rất trôi chảy, và cựu quan chức Đông Đức cho biết ông trở thành thành viên cấp cao trong lực lượng cận vệ của cha mình giống như Kim Jong-il. Ông nhanh chóng được thăng cấp lên đại tá và được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban chiến lược và của lực lượng cận vệ. Bạn thân của Kim Pi Jong-il là những người có vai vế như Kim Chang-ha, con của Bộ trưởng An ninh và Nhà nước Kim Jong-ha, và Chon Vi, con của người đứng đầu lực lượng cận vệ. Họ thường tổ chức tiệc tại nhà của Kim Jong-ha và Kim Jong-il, hay tặng đồng hồ khắc tên Kim Nhật Thành cho các vị khách. Ông ấy khá khoa trương và rất hào phóng, nhiều người tâng bốc ông ấy bằng cách tung hô Kim Jong-il muôn năm. Kang Em Jong-du, người đào tẩu nhận là con rể của cố thủ tướng Triều Tiên Kang Song-san kể đó là điều cấm kỵ, không nên dùng câu đó để nói về bất cứ ai ở Triều Tiên trừ Kim Nhật Thành. Khi biết tin ông Kim Nhật Thành rất tức giận Kim Jong-il bị thất sủng,
Trong khi vị thế của Kim Jong-il được củng cố, Kim Jong-il sau đó được cử ra nước ngoài công tác trong lĩnh vực ngoại giao. Từ năm 1979, ông giữ nhiều vị trí ngoại giao, trong đó làm đại sứ các nước Hungary, Bulgari, Phần Lan, Ba Lan và Cộng hòa Czech. Hai con của ông học đại học tại Ba Lan. Vào giai đoạn cuối đời, ông Kim Nhật Thành được cho là bất đồng ý kiến với con trai của Kim Jong-il về nhiều chính sách. Theo nhà phân tích Nhật Bản Katsumi Sato, khi vợ của một cố thủ tướng Nhật Bản đến thăm Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, ông nói Kim Jong-il đã giúp ông duy trì sức khỏe tốt. Trong khi đó, Kim Jong-il sống lặng lẽ ở châu Âu, gần như không giao tiếp với công chúng, không bao giờ lên tiếng chống lại Kim Jong-il hay chỉ trích Triều Tiên. Điều này khiến ông khác biệt với Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, người thường trả lời truyền thông Nhật trước khi được cho là bị ám sát tại Malaysia năm 2017. Kim Jong-il cũng ít tiếp xúc với cộng đồng ngoại giao, thường chỉ dự sự kiện của sứ quán các nước Algeria, Nga và Syria. Năm 1994, Kim Jong-il và mẹ tham dự lễ tang của Kim Nhật Thành, nhưng hình ảnh của họ không xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap. Tháng 12 năm 2011, khi Kim Jong-il qua đời, các quan chức Hàn Quốc cho biết Kim Jong-il vẫn ở Ba Lan và không dự đám tang của bố. Tháng 11 năm 2019, Kim Jong-il trở về Triều Tiên từ giã sự nghiệp ngoại giao ở nước ngoài, đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại làm cư dân Triều Tiên sau 40 năm. Tài liệu tại Wilson Center cũng ghi nhận bình luận của giới chức Ba Lan rằng sau chuyến thăm của Đại tướng Wojciech Suryseki sang Bình Nhưỡng trước khi Ba Lan chuyển đổi thể chế, hai nước đồng ý hợp tác về an ninh và tình báo. Những liên hệ này xem ra khó có thể tiến triển sau khi Ba Lan vào khối NATO, nhưng là chỉ dấu Bình Nhưỡng từng rất muốn có quan hệ nhiều hơn với Warsaw để không chỉ phải dựa hoàn toàn vào Moscow hoặc Bắc Kinh. Vai trò gì cho cô em gái Kim So-sung? Sinh năm 1987, từng cùng anh trai Kim Jong-un học ở Thụy Sĩ, người phụ nữ này xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Bắc Hàn năm 2014. Sau đó bà trở thành cánh tay phải của Kim Jong-un trong các sứ vụ ngoại giao quan trọng với Nam Hàn và có mặt tại Hà Nội tháng 2 năm 2019 cùng với anh dự thượng đỉnh Mỹ Triều. Tại đây, Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và sau đó đi cách anh trai không xa khi hai ông Trump và Un đi vào phòng đàm đạo riêng. Kim Jong-un ra tuyên bố chính trị đầu tiên hồi tháng 3 năm 2020, chỉ trích Hàn Quốc là con chó sủa trong sợ hãi sau khi nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Triều Tiên thử tên lửa, nói rằng Seoul không có tư cách chỉ trích Bình Nhưỡng khi họ đã tiến hành các cuộc tập trận riêng và chung với Washington. Cũng trong tháng 3, cô hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông gửi thư cho Kim Jong-un bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ song phương, cũng như đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với dịch cúm virus Vũ Hán. Các tuyên bố chính trị của Kim Jong-un cho thấy vai trò trung tâm của cô trong chính quyền. Kim Jong-un cho phép em gái soạn thảo và công bố những phát ngôn công kích mang sắc thái cá nhân. Ông ấy rõ ràng đang để em gái trở thành nhân cách thứ hai của mình. Jung Suk-bin, chuyên gia Viện Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học Yonsei ở Seoul, nêu quan điểm. Lai Bridge Ilay, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Ewha, Seoul, được báo Anh trích lời nói chế độ Bắc Hàn là công việc của một gia tộc, nên Kim Jong-un đã chứng tỏ năng lực hiện đại hóa thương hiệu của chế độ và có vẻ như nắm ngành tuyên giáo, vai trò quan trọng nhất bà ta là người được anh trai tin tưởng. Cũng một nhà quan sát khác, Leonid Bechop từ Sydney được trang tờ Guardian ở Anh trích thuật
nói rằng vì được anh trai tin tưởng, bà Kim Jo-jong giúp Kim Jong-un xây dựng hình ảnh tích cực khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhưng việc bà Kim Jo-jong có thể lên thay khi ông Kim Jong-un có lệnh, có mệnh hệ nào hay không là câu hỏi khó có câu trả lời. Các ý kiến từ Hàn Quốc tin rằng Bắc Hàn là một xã hội trọng nam, bà Kim Jong-ju cùng lắm chỉ có thể làm lãnh đạo tạm quyền chứ không thể lên nắm quyền chức vụ cao nhất nước một khi Kim Jong-un không đủ sức khỏe hoặc qua đời. Suk Ho-shin viết trong bài Liệu Kim Jong-ju có trở thành người kế vị Kim Jong-un trên báo Doga Ilbo ở Seoul ngày 17 tháng 4 năm 2020 cho rằng em gái của Kim Jong-un đã đảm nhận các trọng trách như là đặc sứ với miền Nam từ năm 2018 và gần đây là chỉ đạo chống dịch virus Vũ Hán. Bà không chỉ là em gái của Kim Jong-un và có thể đã xây dựng được phe cánh quyền lực trong hệ thống. Nhưng để một phụ nữ trẻ lên nắm quyền trong cơ chế quyền lực khổng lồ trọng nam khinh nữ xem ra không đơn giản và mọi việc cũng phải được giới cầm quyền và nhiều tướng lĩnh của Bắc Hàn đồng ý. Một người nữa thuộc dòng máu của núi Bạch Đầu Pitu của Kim Il-sung, Kim Nhật Thành và Kim Jong-chol, anh trai của Kim Jong-un. Người này vốn thích âm nhạc và ít quan tâm đến chính trị. Gần đây, Kim Jong-chol có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng và từng bị cha chê là giống con gái. Khả năng một người như vậy lên thống lĩnh quân đội Bắc Triều Tiên có thể khó được các nguyên soái tướng tá nước này chấp nhận. Nếu tình hình sức khỏe của Kim Jong-un xấu đi và việc chọn ra người kế vị trong dòng họ của Kim không đạt, nguy cơ tranh giành quyền lực nổ ra theo giới quan sát. Thông tin đã từng đưa ra trước đây cho thấy các vụ thanh trừng kinh khủng đã xảy ra trước khi Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2012 sau khi cha của ông là Kim Chính Nhật qua đời năm 2011. Mỹ-Trung tranh cãi kịch liệt khiến cho hội nghị qua video của G20 bị hủy bỏ vào phút chót. Các nhà lãnh đạo của nhóm G20 ban đầu dự định tổ chức một hội nghị thượng đỉnh qua video để thảo luận về cách đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, hội nghị đã bị hủy vào phút chót do cuộc cãi vã gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông đưa tin, một người tham gia vào công tác chuẩn bị cho hội nghị video tiết lộ rằng Hoa Kỳ khăng khăng buộc WHO phải chịu trách nhiệm trước các biện pháp ứng phó đối đầu với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng Trung Quốc kiên quyết từ chối thảo luận về vấn đề điều tra của WHO. Do đó, cuộc họp đã bị hủy vào phút cuối. Nguồn tin nói rằng nếu hai bên đồng ý thỏa thuận về vấn đề WHO hoặc ít nhất là đồng ý về cách diễn đạt của Liên Hợp Quốc liên quan tới WHO trong thông cáo chung, hội nghị thượng đỉnh vẫn có thể được tổ chức trong tương lai gần. Được biết, những người tham gia hội nghị video này bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cuộc họp này đã không xuất hiện trong chương trình nghị sự chính thức do Chủ tịch Luân phiên của G20 là Ả Rập Saudi công bố. South China Morning Post dẫn lời của ông Thẩm Đình Lập, Phó trưởng Khoa Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, nói rằng Hoa Kỳ cho rằng WHO bênh vực Trung Quốc và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất lớn ở Hoa Kỳ. Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi rất nhiều, điều đáng lo ngại là nó còn tồi tệ hơn trong tương lai. Vào ngày 26 tháng 3, các nhà lãnh đạo G20 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh video đầu tiên để đối phó với sự bùng phát của đại dịch và đồng ý thực hiện tất cả các cách để khắc phục dịch bệnh này, đưa ra gói hỗ trợ trị giá 5.000 tỷ đô la để giúp đỡ nền kinh tế toàn cầu. Nhưng sau đó, cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về vai trò của WHO ngày một kịch liệt. Do đó, ngày 14 tháng 4, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành điều tra các vấn đề sai sót nghiêm trọng trong quản lý của WHO và che giấu thông tin dịch bệnh của Trung Quốc. Trong thời gian xem xét, Mỹ sẽ tạm ngừng cung cấp tài trợ cho WHO.
Tổng thống Donald Trump cũng liệt kê các sai phạm của WHO bao gồm dễ dàng tin vào ý kiến của Trung Quốc mà không điều tra các cáo buộc đáng tin cậy từ các nguồn tin ở Vũ Hán, vốn mâu thuẫn với các tuyên bố của chính phủ. Vào ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng WHO cần điều chỉnh cơ cấu để sửa chữa các khiếm khuyết của mình. Hoa Kỳ không loại trừ yêu cầu thay thế người phụ trách WHO và thậm chí có thể ngừng hẳn hỗ trợ tài chính cho WHO. Ngoài hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo được tổ chức vào cuối tháng 3, Ả Rập Saudi cũng tổ chức một loạt các cuộc họp trực tuyến liên quan đến các bộ trưởng y tế, thương mại, tài chính, nông nghiệp và lao động của G20. Theo chương trình nghị sự chính thức, một cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng du lịch được lên kế hoạch vào thứ Sáu 1 tháng 5 và một cuộc họp trực tuyến khác cho nền kinh tế kỹ thuật số được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 5 năm 2020 và cuộc gặp mặt trực tiếp của các nhà lãnh đạo G20 dự kiến sẽ được tổ chức tại Riyadh từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 11 tới đây. Thông tin này được theo nguồn tin của Epoch Times. Dịch virus Vũ Hán sáng ngày 29 tháng 4, Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, Việt Nam không có ca mới. Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới, còn ở Mỹ, số ca nhiễm virus corona chủng mới đã vượt mốc 1 triệu. Tây Ban Nha chuẩn bị dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng từ ngày 4 tháng 5 tới đây. Việt Nam 13 ngày liên tục không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, 9 ca tái dương tính. Theo cập nhật, lúc 6 giờ ngày 29 tháng 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch virus Vũ Hán, trong vòng 12 giờ qua, Việt Nam không có ca mắc mới virus Vũ Hán nào. Đây cũng là ngày thứ 5 trong không có ca nhiễm mới được ghi nhận. Và tính từ 6 giờ sáng ngày 16 tháng 4 đến nay, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong đó có 130 ca từ nước ngoài. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 phát hiện một ca dương tính trở lại với virus Vũ Hán chủng mới sau khi ra viện, đưa tổng số ca dương tính trở lại trên cả nước là 9 ca. Hiện tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh ra viện là 221, còn lại 49 người đang điều trị, trong đó có 8 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên. Trước đó, ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực chính phủ nghe báo cáo của Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống virus Vũ Hán. Tại cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi gần 2 tuần liền không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Thủ tướng ghi nhận chúng ta đã thực hiện tốt có hiệu quả và biện pháp phòng chống dịch đúng đắn, chi phí thấp được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Đến giờ phút này, có thể nói Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được virus Vũ Hán. Úc tăng cường xét nghiệm virus Vũ Hán với 10 triệu bộ kit. Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt sáng ngày 29 tháng 4 cho biết Canberra bắt đầu mở rộng quy mô xét nghiệm sau khi bảo đảm có đủ 10 triệu bộ kit xét nghiệm virus Vũ Hán, gồm cả những người không có triệu chứng. Hy vọng điều này sẽ giảm số ca nhiễm virus Vũ Hán và cho phép nước này dỡ bỏ các hạn chế xã hội. Cho đến nay, Úc với 25,7 triệu dân đã ghi nhận khoảng 6.700 ca nhiễm, nhưng chỉ có 88 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với dữ liệu của Mỹ và một số điểm nóng virus Vũ Hán khác trên thế giới. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng ngày 29 tháng 4 cho biết nước này ghi nhận thêm 22 ca nhiễm virus corona trong ngày 28 tháng 4. Tăng so với 6 ca của ngày trước đó, nâng tổng số virus Vũ Hán toàn quốc lên 82.858 ca. Số ca nhập khẩu cũng tăng lên 21 ca trong ngày 28 tháng 4 so với 3 ca của ngày trước đó. Tổng số ca tử vong vì virus Vũ Hán ở nước này cũng không thay đổi là 4.633 ca, theo Reuters. Theo trang Worldometers.info, tính đến 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4 giờ Việt Nam, số người nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ là 1.030.618 ca, tăng 20.262 ca so với ngày trước đó, và số người tử vong vì dịch virus Vũ Hán là 58.682 người, tăng 1.885 ca so với ngày trước đó.
Trong khi đó, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ ngày 28 tháng 4 giờ Mỹ cho biết tổng số ca nhiễm toàn quốc là 981.246 ca, tăng 23.371 ca so với ngày trước đó, và số người tử vong tăng lên 1.336 ca, lên mức 55.258 ca. Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 4 cho biết Mỹ đang xem xét tiến hành xét nghiệm hành khách trên một số chuyến bay quốc tế xuất phát từ các điểm nóng của dịch virus Vũ Hán. Ông Trump cho biết chính phủ của ông đang làm việc với các hãng hàng không để lên kế hoạch và có thể sẽ sớm trả và sẽ sớm áp dụng, theo Reuters. Ngoài ra, tòa nhà Quốc hội và văn phòng Quốc hội lân cận cũng sẽ tiếp tục không đón khách du lịch cho đến ngày 16 tháng 5 trong bối cảnh nước Mỹ lo ngại sự lây nhiễm của virus corona. Tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo ngày 28 tháng 4 cho biết số ca nhiễm mới tại các bệnh viện của bang này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua, và ông đang có kế hoạch thuê hàng ngàn điều tra viên để đảm bảo việc mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa. Theo đó, số người nhập viện do mắc virus Vũ Hán trong 3 ngày liên tiếp vừa qua tại New York đã xuống dưới mức 1.000 người, mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 3. Ông Cuomo cho biết sẽ mở lại các khu vực có ít ca nhiễm corona. Tiêu chí để mở cửa lại cho các khu vực phải có dưới 70% công suất giường bệnh và tỷ lệ lây nhiễm dưới 1,1, có nghĩa là một người lây cho không quá 1,1 người khác. Các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Mỹ ngày 28 tháng 4 cho biết các nhà lập pháp tại Hạ viện sẽ không quay trở lại Washington vào tuần sau theo kế hoạch vì nguy cơ lây nhiễm virus corona vẫn còn rất cao. Lãnh đạo phe đa số Hạ viện Stanley Hauser cho biết ông bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra quyết định trên theo sau khi thảo luận tình hình với bác sĩ của Hạ viện cũng như các thành viên của Hạ viện, theo hãng tin Reuters. Với việc Thượng viện trở lại làm việc trong tuần tới, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc các thành viên của Hạ viện không muốn làm việc. Họ đang tận hưởng kỳ nghỉ của họ, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng. Mỹ ghi nhận 3 ca virus Vũ Hán ở trẻ em và có các triệu chứng hiếm gặp. Theo hãng tin Reuters, 3 trẻ em mắc virus Vũ Hán tại Mỹ đang được điều trị một triệu chứng sưng viêm hiếm gặp giống với tình trạng của các bệnh nhân nhí đã gây lo ngại cho các bác sĩ ở Anh, Ý và Tây Ban Nha. Tất cả 3 trẻ em này đều từ 6 đến 8 tuổi và đang nhận điều trị tại Trung tâm Y khoa Đại học Columbia ở New York. Cả 3 trẻ đều bị sốt và viêm ruột cũng như tim. Bác sĩ Mike Kroenig, chuyên gia về thấp khớp và miễn dịch nhi khoa của Đại học Columbia, cho biết ông được nhờ tư vấn xem liệu những đứa trẻ này có mắc bệnh Kawasaki hay không. Bệnh Kawasaki vốn phổ biến hơn ở châu Á là tình trạng sưng viêm các mạch máu, bao gồm các động mạch vành và cấp máu cho cơ tim. Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ nhưng chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện các chuyên gia y khoa ở Anh và Ý cũng đang tìm hiểu mối liên hệ giữa virus Vũ Hán, chủng mới gây đại dịch virus Vũ Hán, với căn bệnh sưng viêm phổi nghiêm trọng này. Số ca tử vong ở Pháp gần chạm 24.000 ca. Số ca tử vong ở Pháp đã gần chạm mức 24.000 ca vào ngày 28 tháng 4 trong bối cảnh Thủ tướng Edouard Philippe công bố chi tiết kế hoạch của chính phủ để dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã áp đặt từ 17 tháng 3 nhằm hạn chế sự lây lan của virus Vũ Hán chủng mới. Ông Philip cho biết việc nới lỏng các giới hạn sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5, nhưng cảnh báo rằng các nhà chức trách có thể đảo ngược tình hình nếu như số ca nhiễm mới hàng ngày tăng trên 3.000 ca. Theo trang worldometers.info, số ca nhiễm toàn quốc của Pháp tính đến sáng ngày 29 tháng 4 giờ Việt Nam là 165.911 ca, tăng 2.638 ca so với ngày trước đó là 23.660 ca tử vong. Cũng theo trang này, Mỹ hiện đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm là 1.030.618 người mắc virus Vũ Hán. Thứ nhì là Tây Ban Nha với 232.128 ca nhiễm, Ý đứng thứ ba với 201.505 ca nhiễm.
Tây Ban Nha ngày 28 tháng 4 đã công bố kế hoạch 4 giai đoạn để dỡ bỏ lệnh phong tỏa và trở lại với cuộc sống bình thường vào cuối tháng 6 sau khi số người qua đời vì virus Vũ Hán hàng ngày hôm 28 tháng 4 là 301 người, thấp hơn mức kỷ lục 950 người hồi đầu tháng 4. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết việc dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 và tùy tình hình từng tỉnh. Trong giai đoạn đầu, các tiệm cắt tóc và các doanh nghiệp khác hoạt động theo lịch hẹn trước sẽ mở cửa khi các nhà hàng có thể cung cấp dịch vụ mang đi. Giai đoạn tiếp theo dự kiến bắt đầu ngày 11 tháng 5 sẽ cho phép các quán bar mở lại khu vực sân thượng nhưng bị giới hạn ở mức 1/3 công suất. Từ thời điểm này, người khỏe mạnh không có bệnh nền sẽ được phép giao tiếp trong các nhóm nhỏ và các thành viên gia đình được phép dự đám tang. Làm việc từ xa sẽ kéo dài cho đến khi đạt được giới hạn giai đoạn cuối vào cuối tháng 6. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.